Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Rồng Vàng Bóng Đá. Kính thưa quý vị, mới đây Liên đoàn Bóng Đá Nhật Bản đã công bố danh sách đội tuyển Nhật Bản trong chuyến làm khách đến sân Mỹ Đình gặp đội tuyển Việt Nam vào ngày 11 tháng 11 tới. Trong bản danh sách 27 cầu thủ đội tuyển Nhật Bản có hai sự thiếu vắng rất đáng tiếc, gồm có Takefusa Kubo và Jitsu Ran do đang điều trị chấn thương. Tuy nhiên, sáng nay ngày 6 tháng 11, Liên đoàn bóng đá Nhật Bản đã ra thông báo triệu tập bổ sung tiền vệ Jitsu Ran đang thi đấu cho PSV của Hà Lan, chuẩn bị cho hai trận đấu tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022, gặp đội tuyển Việt Nam vào ngày 11 tháng 11 và gặp đội tuyển Oman vào ngày 16 tháng 11. Quyết định này đến từ tiến trình phục hồi nhanh hơn dự kiến của Jitsu Ran ở PSV. Trong trận đấu gặp AS Monaco tại Europa League rạng sáng ngày 5 tháng 11, Jitsu Ran được tung vào sân để thay cho tiền đạo Carlos Vinicius ở phút thứ 58. Hơn 30 phút có mặt ở trên sân đã cho thấy sự phục hồi rất tốt của tiền vệ này. Dự kiến anh sẽ lên chuyên cơ được thuê riêng để bay từ Hà Lan về Việt Nam. Takumi Minamino và đội trưởng Maya Yoshida cũng sẽ bay cùng chuyến này. Jitsu Ran được xem là khắc tinh của đội tuyển Việt Nam. Tiền vệ sinh năm 1998 là cầu thủ đã mang về quả penalty sau khi mà trọng tài tham khảo VAR cho đội tuyển Nhật Bản. Và anh cũng chính là người đã thực hiện thành công quả phạt đền đó, đem về bàn thắng duy nhất trên chấm 11m, giúp cho đội tuyển Nhật Bản đánh bại Việt Nam ở tại tứ kết Asian Cup 2019. Cầu thủ 23 tuổi này đã nghỉ hai trận của đội tuyển Nhật Bản hồi tháng 10 vừa qua. Anh rất nóng lòng trở lại để giúp cho đội tuyển quốc gia giành vé dự World Cup 2022. Trước đó, Hajime Moriyasu cũng theo sát tình hình phục hồi chấn thương của Jitsu Ran. Chiến lược gia này cho biết rằng tiền vệ sinh năm 1998 không có tên ở trong danh sách 27 cầu thủ vừa mới được công bố, thế nhưng có thể sẽ được bổ sung vào giờ chót. Việc mang gần như là hầu hết những cầu thủ chất lượng nhất sang sân Mỹ Đình, cộng với việc triệu tập gấp chân sút Jitsu Ran ngay sau khi mà anh phục hồi chấn thương, đã cho thấy rằng huấn luyện viên Moriyasu rất coi trọng trận đấu với chủ nhà Việt Nam. Và thực tế, trong những phát biểu trước trận đấu này, chiến lược gia người Nhật Bản luôn dành sự tôn trọng cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Ở lần chạm trán tại Asian Cup 2019, chúng tôi đã phải rất vất vả mới có được chiến thắng 1-0 trước đội tuyển Việt Nam. Huấn luyện viên Park Hang-seo đã xây dựng một đội hình nhuần nhuyễn, thi đấu liên tục cùng nhau trong thời gian rất dài. Và chúng tôi mạnh hơn họ cho nên là họ sẽ chống trả cực kỳ quyết liệt. Vì vậy, cầu thủ của chúng tôi sẽ cần chuẩn bị kỹ cả về mặt tinh thần. Ông Moriyasu cũng thừa nhận rằng đội nhà đang ở tình thế khó khăn khi mà chỉ có 6 điểm sau 4 trận đấu, bằng điểm với đội tuyển Oman, kém Australia 3 điểm, kém Ả Rập Xê Út 6 điểm. Và mục tiêu đặt ra là phải có được tấm vé dự World Cup ở tại Qatar vào năm sau. Đội tuyển Nhật Bản không còn đường lùi nữa, chúng tôi phải cố gắng giành được điểm số tối đa trong 6 chuyến làm khách sắp tới. Thi đấu ở nơi khí hậu khác xa so với môi trường quen thuộc của Nhật Bản hay là ở châu Âu ở thời điểm này. Ngoài tiền vệ Jitsu Ran ở trong đội hình của Nhật Bản mang sang Việt Nam sắp tới thì còn có rất nhiều hảo thủ đang thi đấu ở châu Âu. Có thể kể đến như là trung vệ kỳ cựu Maya Yoshida, hậu vệ đang chơi rất lên chân ở tại Arsenal là Takehiro Tomiyasu, hay là tiền đạo quen thuộc vốn từng rất nhiều lần chạm trán với lứa công phượng ở trong quá khứ là Takumi Minamino. Bên cạnh đó, Nhật Bản còn có những gương mặt chất lượng khác, ví dụ như là Wataru Endo hiện đang chơi ở Stuttgart tại Đức, hay Gaku Shibasaki hiện đang chơi ở tại Tây Ban Nha, hoặc là Ito Yunia đang chơi bóng ở tại Bỉ. Các chuyến bay chở đội tuyển Nhật Bản sẽ lần lượt đến Hà Nội trong các ngày mùng 5, mùng 6, mùng 7 và mùng 8 tháng 11 tới. Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Nhật Bản sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 11 tháng 11 tới đây. Truyền thông Nhật Bản dự báo nếu như không giành trọn 6 điểm trong hai trận đấu với Việt Nam và Oman, hai đội bóng được đánh giá là yếu nhất bảng B, thì huấn luyện viên Moriyasu có thể sẽ bị sa thải. Đồng thời, các tờ báo của xứ sở mặt trời mọc cũng tỏ ra khá lo lắng cho đội nhà trong chuyến làm khách lần này tới sân Mỹ Đình. Tờ Nikkan Sport cho rằng cầu thủ Nhật Bản không đủ thể lực để đấu với đội tuyển Việt Nam do hành trình di chuyển đến Hà Nội phải bay rất lòng vòng và chia thành nhiều đợt. Để chuẩn bị cho trận đấu này, thầy trò huấn luyện viên Hajime Moriyasu chia thành 3 nhóm xuất phát từ nhiều nơi để đến Hà Nội. Nhóm đầu tiên là di chuyển từ Nhật Bản vào ngày 7 tháng 11 sau khi kết thúc loạt trận ở các giải đấu trong nước, kết thúc vào thứ Bảy ngày 6 tháng 11. Nhóm thứ hai di chuyển từ ngày 8 tháng 11 sau loạt trận ở các giải trong nước của họ kết thúc vào ngày Chủ nhật 7 tháng 11. Nhóm 1 và nhóm 2 là những cầu thủ đang đá ở tại J-League và ở châu Âu. Nhóm thứ 3 thì gồm các cầu thủ đang thi đấu ở châu Âu nhưng sẽ tập trung ở Hà Lan rồi lên chuyến bay được Liên đoàn bóng đá Nhật Bản thuê trọn gói để bay thẳng từ Hà Lan đến Hà Nội.
Hiện tại chưa có đường bay thẳng từ châu Âu đến Việt Nam, cho nên các cầu thủ Nhật Bản đang thi đấu ở châu Âu sẽ phải bay về nước rồi mới bay đến Hà Nội. Do lịch trình di chuyển khó khăn, cho nên tờ báo của Nhật Bản lo ngại là các cầu thủ sẽ bị bào mòn thể lực, không đảm bảo thể lực để đấu với đội tuyển Việt Nam. Hành trình di chuyển khó khăn không chỉ khiến cho các cầu thủ Nhật Bản khó đảm bảo thể lực. Việc di chuyển rời rạc thành nhiều chuyến, cho nên đội tuyển cũng chỉ có đầy đủ quân số vào ngày 9 tháng 11, tức là 2 ngày trước giờ bóng lăn. Và điều này cũng chính là bất lợi cho thầy trò huấn luyện viên Hajime Moriyasu. Trận đấu gặp Nhật Bản vào ngày 11 tháng 11 sắp tới ở tại lượt trận thứ 5 vòng loại cuối cùng World Cup 2022 mang rất nhiều ý nghĩa với đội tuyển Việt Nam. Tính đến thời điểm này thì chỉ còn khoảng 5 ngày nữa là vòng loại World Cup 2022 sẽ trở lại. Trong hai trận đấu sắp tới với Nhật Bản và Ả Rập Xê Út, đội tuyển Việt Nam đều được thi đấu ở trên sân nhà Mỹ Đình. Đây là hai trận cầu có ý nghĩa cực kỳ quan trọng với đội tuyển Việt Nam. Bởi lẽ sau những màn thể hiện không mấy ấn tượng ở 4 lượt trận trước đó, thì mục tiêu của huấn luyện viên Park Hang-seo và các học trò là phải có điểm ở các lượt trận thứ 5 và thứ 6. Huấn luyện viên Park Hang-seo trong thời gian qua cũng đã nghiên cứu rất kỹ các đối thủ là Nhật Bản và Ả Rập Xê Út. Dĩ nhiên là ông muốn tạo bất ngờ trước các đối thủ cực mạnh này. Theo thông tin nội bộ từ đội tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Park Hang-seo đang cân nhắc việc có sự thay đổi lớn ở hàng công so với 4 lượt trận trước đó. Trong đó thì Công Phượng và Văn Toàn được cho là sẽ đá chính ngay từ đầu ở trận gặp đội tuyển Nhật Bản. Được biết, huấn luyện viên Park Hang-seo muốn sử dụng hai cầu thủ này để tạo nên sức mạnh phản công cho đội tuyển Việt Nam. Tiền vệ Xuân Trường cũng đã chia sẻ với báo chí trước đó rằng ban huấn luyện và tất cả các cầu thủ đã xem qua những đoạn băng về các trận đấu của đội tuyển Nhật Bản. Tất nhiên là mọi người đều biết Nhật Bản là một đội bóng đẳng cấp hàng đầu châu lục. Ở trận đấu sắp tới gặp đội tuyển Nhật Bản ở trên sân nhà, cá nhân tôi nghĩ chúng ta cần phải chơi chặt chẽ hơn nữa, phòng ngự kiên cường hơn nữa và chờ đợi thời cơ để phản công. Còn nhớ hồi tháng 1 năm 2019, đội tuyển Việt Nam bước vào vòng tứ kết Asian Cup 2019 gặp đội tuyển Nhật Bản. Công Phượng và các đồng đội đã chơi một trận đấu có thể xem là hay nhất giải đấu đó. Đến thời điểm hiện tại, huấn luyện viên trưởng Hajime Moriyasu và hậu vệ của đội tuyển Nhật Bản vẫn nhắc lại như là một sự cẩn trọng không hề thừa thãi. Huấn luyện viên trưởng Moriyasu của đội tuyển Nhật Bản đã từng hai lần đối đầu với đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Park Hang-seo trước khi trận đấu giữa cả hai tiếp tục diễn ra vào ngày 11 tháng 11 sắp tới. Lần đầu tiên Moriyasu thất bại, trận thua 0-1 của Olympic Nhật Bản trước Olympic Việt Nam tại vòng bảng ASEAN 2018 có thể xem là nỗi đau khó nuốt với thuyền trưởng 53 tuổi này. May mắn cho chính ông, Nhật Bản vẫn đi một mạch đến tận trận chung kết và chỉ chấp nhận thua đội tuyển Hàn Quốc ở trong hiệp phụ. Sau giải đấu đó, Moriyasu được bổ nhiệm làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Nhật Bản để thay thế cho ông Akira Nishino, người đã giúp cho đội tuyển xứ sở mặt trời mọc chơi tốt ở tại vòng chung kết World Cup 2018. Hajime Moriyasu và đội tuyển Nhật Bản lại đụng độ với ông Park Hang-seo cùng với thế hệ Công Phượng, Quang Hải, Hùng Dũng ở tứ kết Asian Cup 2019. Lần này những chiến binh Samurai đã cùng với huấn luyện viên Moriyasu thắng đội tuyển Việt Nam, thế nhưng trận đấu ấy được xem là rất vất vả với đội tuyển Nhật Bản. Hồi tưởng lại quá khứ và nhắc đến đội tuyển Việt Nam, ông Moriyasu dè chừng rằng: "Tôi từng chạm trán với đội tuyển Việt Nam ở Asian Cup 2019, đó là một đội bóng khá mạnh, chúng tôi đã có một trận đấu cực kỳ khó khăn. Nhiều cầu thủ Nhật Bản hiện tại cũng đã từng đối đầu với đội tuyển Việt Nam, do đó họ cũng cẩn trọng khi cho rằng chuyến hành quân đến sân của đội tuyển Việt Nam lần này là không hề dễ dàng." Đúng như ông Moriyasu phản ánh, hậu vệ trái kỳ cựu Nagamoto đã cảnh báo đồng đội rằng hãy tăng cường sự cảnh giác đối với đội tuyển Việt Nam, sự thận trọng là không hề thừa thãi. Vậy liệu rằng đội tuyển Việt Nam có tái hiện được hình bóng của chính mình ở tại Asian Cup 2019 hay không? Câu hỏi thứ nhất được đặt ra rằng đội tuyển Việt Nam đã thể hiện được điều gì ở Asian Cup 2019, đặc biệt là trước đội tuyển Nhật Bản. Thống kê sau trận đấu đã phản ánh một chi tiết cực kỳ đáng chú ý, đội tuyển Việt Nam dứt điểm tới 12 lần, thậm chí là còn nhiều hơn đội tuyển Nhật Bản. Dù rằng tỷ lệ kiểm soát bóng, số lần chuyền bóng đều kém từ 2 đến 3 lần so với đối phương. Con số ấy thể hiện rằng đội tuyển Việt Nam đã tạo ra những tình huống tấn công hoặc phản công ở trong từng thời điểm đủ tốt để khiến cho cầu môn của đội tuyển Nhật Bản phải rơi vào cảnh nguy hiểm. Thực tế trận đấu đó cũng đã chứng minh rằng chúng ta thực hiện ý tưởng tấn công một cách mạnh dạn thế nào trước đối phương. Công Phượng đã có không dưới 2 lần cầm bóng đột phá từ giữa sân và khuấy đảo hàng thủ của đội bạn. Chúng ta đã có đôi lần gây sức ép tầm cao lên thẳng vòng cấm để buộc hàng thủ của Nhật Bản phải lung túng. Thậm chí những pha phối hợp ở biên trước khi có những đường truyền vào trung lộ được đội tuyển Việt Nam thực hiện một cách thuần thục trong 3 đến 4 tình huống ngon ăn. Chỉ tiếc rằng đội tuyển Việt Nam thiếu chính xác trong những pha dứt điểm quyết định.
Câu hỏi thứ hai được đặt ra là đội tuyển Việt Nam liệu có tái hiện được hình ảnh đó khi mà đón tiếp đội tuyển Nhật Bản ở lượt trận vào ngày 11 tháng 11 hay không? Câu trả lời có lẽ là tùy thuộc vào con tính của huấn luyện viên Park Hang-seo. Những gì thể hiện trước Oman cho thấy đội tuyển Việt Nam sẵn sàng tạo ra những pha tấn công bất ngờ hơn là chủ động phòng ngự để bảo vệ khung thành. Điều tiếc nuối đối với đội tuyển Việt Nam ở chỗ, so với lực lượng mạnh nhất từng chinh chiến ở vòng chung kết Asian Cup 2019 là chúng ta đã sứt mẻ tới hơn một nửa đội hình do chấn thương ở thời điểm này. Văn Hậu, Trọng Hoàng, Hùng Dũng, Văn Lâm đều không thể góp mặt và rõ ràng điều đó ảnh hưởng không hề nhỏ đến sức mạnh của đội tuyển Việt Nam trước trận đấu với Nhật Bản tới đây trên sân Mỹ Đình. Tuy nhiên, sẽ có rất nhiều sự bất ngờ được huấn luyện viên Park Hang-seo tạo ra ở trận đấu sắp tới với đội tuyển Nhật Bản. Đội tuyển Việt Nam đã từng tạo ra vô vàn khó khăn trước đối thủ ở Asian Cup 2019. Vậy nên người hâm mộ hoàn toàn có thể hy vọng về một màn thể hiện ấn tượng của huấn luyện viên Park Hang-seo và các học trò vào ngày 11 tháng 11 sắp tới. Quý vị và các bạn hãy để lại những bình luận của mình ở phía dưới video này. Rồng Vàng Bóng Đá xin cảm ơn những bình luận của quý vị và các bạn. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.